Hắc ám phong thần ký Tập số 13 Thường thành quân tự hồ xem thấu trong lòng trương tử tinh Cũng không có bình thản như bề ngoài Nhưng không có vạch trần Đem chuyện của Đặng Thiền Ngọc nói cho hắn Thương Dung và Đặng Kiều Công thế giao Hai nhà từng có chi phúc vì hồn Đáng tiếc đều là sinh nữ nhi Đặng Thiền Ngọc và Thương Thanh Quân thời nhỏ đã là bạn tốt Mẫu thân của Đặng Thiền Ngọc nhiều năm qua Vẫn bị trứng hò ra máu Cũng không có chữa được thời gian mà trương tử tinh cùng hai nữ sơ ngộ đặng thiền ngọc vừa lúc đưa mẫu thần tới triều ca cầu một vị danh y vị danh y kia y thuật quả nhiên cao cường trần đoán đặng mẫu bị phế lao cho thuốc cho bà uống quả nhiên chuyển biến rất tốt không ít nhưng không dứt được hẳn vì vậy vị danh y kia đặc biệt chế một loại đan dược định kỳ mà uống lần đặng thiền ngọc tới triều ca chủ yếu là lấy thuốc cho mẫu thần trương tử tinh tò mò hỏi Triều ca lại có y như vậy sao thường thành quần đáp Vị danh y này gọi là Vu Phiết Là hậu nhân của Thái Mậu Thánh Quân Vu Hàm Đại Nhân Là bạn tốt của cha ta Làm người cao ngạo Tính cách cổ quái Không bằng danh lợi Cha vài lần cố tình để cho làm ngự y Nhưng bị cự tuyệt Với tính tình của tiên sinh Tất có thể cùng tương giao Ngày khác tiên sinh hãy cùng với ta bái phỏng nha Thái Mậu là đại đế vương đại thương thứ 9 Thời Thái Mậu Cần tránh tù đức Chị quốc lo dân Rất phát triển Vu Hàm là thầy thuốc nổi danh nhất của Thái Mậu Sáng tạo chiêm tinh thuật Có thể nói hắn là thiên văn sớm nhất của Trung Quốc Vu viết này Nếu là hậu nhân của hắn Tất có chỗ hơn người Ngày khác nếu dỗi Ta cùng với Thanh Quân đi thăm Trương Tiểu Tinh cười cười Nắm lấy tay của Thương Thanh Quân Cái này đều là chuyện của người ngoài Hay là nói chuyện đại sự nhân sinh của chúng ta đi Thương Thanh Quân trên mặt Đỏ vừa mới lặn lại nổi lên Tùy ý để cho hắn nắm tay Thấp giọng nói Đại sự nhân sinh là gì Ta thấy tiên sinh căn bản nó có chủ tâm khinh bạc Cái này là khinh bạc ư Khinh bạc cũng để ra phía sau Trương tử tinh cảm giác bàn tay Loáng thoáng mềm mại Khẽ cười nói Ta vốn chính là lãng tử lang bạc Đáng tiếc nàng đã rơi vào tay ta Ngay cả hối hận cũng đã chậm rồi Hiền thê nhanh kêu một tiếng phù quân nghe chút đi Cái gì mà rơi vào tay ngươi Ai là hiền thê của ngươi Chắc không được thiền ngọc gọi ngươi là kẻ dâm đáng Quả nhiên rất là vô lại Thường thành quân cho dù thông minh như thế nào Dù sao cũng là hoàng hoa sử tử Cũng không quen đùa dẫn như vậy Mặt đỏ càng hơn Trong lòng lại cảm giác hạnh phúc Âm thầm mơ ước đến cuộc sống tốt đẹp trong tương lai Hai người vốn vẫn tương kính tương chi Trong lòng vốn có tình Lần này một khi phá lên được vách ngăn nọ Áp lực tình cảm đã lâu nhất thời được phóng thích ra Chỉ cảm thấy nói cũng không chọn lời Thương Thành Quân dù sao cũng không có kinh nghiệm luyến ái gì Ngay từ đầu có vẻ hơi chút thận trọng Nhưng theo sự trò chuyện của Trương Tử Tinh Từ từ mà xâm nhập Dần dần đã quen với cách ăn nói thân mật này Chính thức chìm vào trong luyến ái Chỉ là da mặt của nàng vốn mỏng Hai chiếc phu quân nọ hiện tại vô luận thế nào Cũng không nói ra khỏi miệng Trương Tử Tinh vừa bức Vừa dục hồi lâu Cũng chỉ có thể làm cho nàng gọi là Tử Tinh mà thôi Nam nữ khi yêu đương bên nhau Thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh khi trương tử tinh đưa thương thành quân tới trước cửa thừa tướng, thì trời đã tối. Khi chia tay, thương thành quân ngữ khí kiên định nói: Thâm tâm của thiếp đều thuộc về chàng, cho dù có ngàn nan vạn hiểm, cũng không vì người mà phụ. Vài ngày nữa thiếp sẽ đem chuyện này nói rõ với cha. Trương tử tinh nắm chặt lấy tay của nàng nói: Thanh quân, đáp ứng ta, sau này bất kể có khó khăn gì, chúng ta cũng cùng nhau đối mặt được không? Thương Thanh quân gật đầu. Thâm tình nhìn nàng chậm rãi nói Đồng xét đánh hạ mưa tuyết Cũng không hề sợ ai Trương tử tình tâm thần kích động Đưa mắt nhìn sang nàng trở về trong phủ Trong lòng hạnh phúc tràn đầy Tin tưởng gấp trăm lần Chỉ cảm thấy thế gian này cũng không có khả năng làm khó mình Tháng tới Không phải là đối mặt với sự kiện hành hương miếu nữ oa sao <laughs> Cùng với các thánh nhân các người Thử một chuyến xem sao Lại nói trong phủ thượng đại phu phi liêm phi liêm đang thiết yến chiêu đãi phí trọng trong phòng cũng có nô tỳ ca múa trở ứng phi liêm nhìn thấy con mắt của phí trọng nhìn chằm chằm một vị nữ vũ xinh đẹp cười nói hôm nay được phí đại phu ghé chơi thực sự là vinh dự cho phủ mấy năm nữ nô tỳ này mới mua về tướng bạo xinh đẹp tay chân mềm mại nếu đại phu thấy hợp mắt sẽ đưa cho đại phu được không phí trọng vui vẻ nói phi liêm đại phu đại phu tặng quà nhiều như vậy rồi ta làm sao mà nhận nổi Phi Liêm đưa cái ly đồng lên kính phí trọng nói Phí đại phu nói quá lời rồi Chúng ta cùng làm quan Tính tình lại hợp nhau Cũng thần như huynh đệ vậy Chút lễ mọn này thì tính toán gì Nếu đã như vậy Tiểu đệ xin đa tạ ý tốt của huynh trưởng Phí trọng vội vàng nâng ly Hắn cũng là người cơ trí Lập tức thay đổi cách xưng hồ Khoảng cách của hai người lại kéo lại gần không ít Hai người một bên uống rượu xem mua hát Một bên bàn luận chính sự Nói tới hôm nay tại Triều Trung Tranh chấp chuyện hàng hương Không hẹn mà đều cùng tỏ vẻ phản cảm mãnh liệt với thường dùng Rượu đã qua ba tuần Phí trọng có hơi rượu Ngôn ngữ cũng trở nên lớn mặt hẳn lên Hôm nay thiên tử muốn đi đông gì một chuyến Gọi là đi tuần Thực ra là gặp gỡ cùng Nguyệt Phi nương nương Đáng hận là cái lão thất phù y là nguyên lão ba triều Nắm giữ quyền hành Không biết tốt xấu cứ bước bách ý của trên thế nào cũng bị thiên tử ghét đến lúc đó thiên tử không gặp được vợ tất sẽ có đại họa hiền đệ nói cực đúng cái lão tặc thường dùng này được trọng mà kiêu ngày thường cũng không để chúng ta vào mắt sớm muộn cũng cực thịnh mà suy hiền đệ cứ tranh thủ tín nhiệm của thiên tử đến lúc đó cái chức thừa tướng này chỉ sợ không phải hiền đệ thì còn ai nữa phí trọng nghe được hết sức thích thú trong miệng giả ý khiêm nhường vài câu Lúc này một thân tín của Phi Liêm chạy tới Thì thầm với hắn vài câu Phi Liêm co mày lại Cáo lỗi với Phí Trọng và đi ra ngoài Qua một hồi lâu mới quay lại Phí Trọng đang đùa dẫn với vũ nữ Thấy Phi Liêm sắc mặt tự hồ rất khó coi liền hỏi Huynh trưởng đã xảy ra chuyện gì vậy Sao sắc mặt lại xấu như vậy Nói đến thật xấu hổ Ngu huynh ngày thường đối với Quyền tử dạy dỗ không tốt Tính tình ngang ngược Hôm nay trên đường đùa dẫn với dân nữ Lại bị đánh gãy hai tay Phí trọng cả giận ấy Là đứa nào lớn mật như vậy Lại dám đả thương ác lai hiển chất Nhìn bộ dáng phấn nộ của hắn vất kẻ bị đùa dẫn chính là con của Phi Liêm Chứ không phải là dân nữ Phi Liêm cười khổ nói Nói đến đúng là không may Đối phương lại là con gái của thương dung lão tặc kia Phí trọng nghe Phi Liêm nói sơ qua một lần Chuyện của ác lai gặp tại đông thị mặt trận đổi sắc Hừ, nói như vậy đánh bị thương hiển chất chính là tên nam tử kia không biết con gái nhà thương dung với nam tử này có quan hệ như thế nào nghe nói rất là thân mật tựa hồ là tình trạng ý thiếp chỉ là không rõ lai lịch của nam tử nọ phi liêm lắc đầu than thở lão tặc thương dung này quyền rất lớn việc này là khuyền tử sai chức không thể không đi gặp hắn cúi đầu bồi lẽ nếu không lão tặc ngày sau hoài hận trả thù cũng không chồng Cũng nghe con gái của thương lão tặc này tài học xuất chúng Rất có nhiều nhà quý tộc cầu thân cũng phải dội trở ra Nghĩ không ra lại động lòng với nam tử này Vậy thì... Phí trọng tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì Trong đôi mắt chợt lóe sáng lên Chi tiết biến hóa này không thể giấu được phi liêm Lập tức đối với phí trọng hành lễ nói Hiền đệ luôn luôn là túc trí đào miêu có thể có rượu kế gì cho ta Ai, Huynh trưởng nghĩ quá mức rồi Tiểu đệ làm sao có thể so với huynh trưởng được chứ Phí trọng ở một tiếng Làm ra bộ rắn say mềm Phi liêm thầm bóng phí trọng chơi cháo Trong miệng cũng không ngừng ra vờ năn đi Phí trọng thấy hắn thành khẩn như vậy Cũng không làm bộ nữa Về say mềm thu lại lạnh nhạt nói Đối với tiểu đệ xem ra Lần này hiền chất mặc dù gây họa Nhưng cũng cung cấp không ít tin tức hữu dụng rồi có thể tạo một cơ hội Ta có một kế Nếu có thể thành công Thường lão thất phù này Ngay cả nếu không chết Cũng sẽ thật thế Phi liêm mừng rỡ Vội vã hỏi Xin hiện đại chỉ giáo Việc này có phải nhờ huynh trưởng ra mặt Phí trọng kề gần phi liêm nói nhỏ vài câu Phi liêm đầu tiên nhíu mày Sau đó dần dần giãn ra Cuối cùng hai người cùng cười to Đêm đó Sau khi tiệc tàn Phi Liêm đi tới mật thất ở trong phủ Nhìn con mình đang vận công chữa thương Hỏi Tay người thương thế thế nào Lần này bị thương không có nhẹ Cho dù uống đan dược cũng phải ba ngày Mới có thể khỏi hẳn Ác lại nhớ lại sự việc trải qua tại Đông Thị Khó tránh khỏi còn sợ hãi trong lòng Tên nọ thực sự lợi hại Cũng không biết là tu luyện huyền công gì tu vì tựa hồ không cao Lực lượng lại hơn xa ta Ta dùng yêu thân lực vẫn không địch lại một kích cuối cùng còn đánh cho xương cốt hai tay bị gãy nát nữa Phi liêm cao mày giáo huấn Nghịch tử ngươi Ngày thường đã nói ngươi không nên sinh chuyện thị phi Chuyên tâm tu luyện Lại không có nghe Một mặt chỉ biết cậy mạnh háo thắng Mới có nỗi nhục ngày hôm nay Hiện nay trên đời người tài còn rất nhiều kiêu căng tự đại chỉ có đường chết thôi Năm đó suy viêu đại nhân nói về thực lực mạnh hơn hẳn so với hiền viên Nếu không phải quá tự cao Cuối cùng cũng sẽ không bại vòng. Hôm nay yêu thân của ngươi đã hiện trước mặt người nọ Lại báo danh danh hiệu nhà ta Việc này chỉ sợ còn có hậu hoạn nữa Nếu bởi như vậy mà làm cho mưu tính nhiều năm của ta thất bại Nhất định sẽ nghiêm trị người không tha đâu Nếu ta có thể phục hồi tu vi năm đó Cũng không sợ cái quái lực của tên tiểu tử này Ác lại đối với lời nói nghiêm trị của hắn Tựa hồ cũng không để trong lòng Cười lớn nói Lão nhân Ngươi chỉ sợ đã hưởng thụ phú quý nhân gian quá lâu rồi đấu trí chìm nghiệm đi rồi cho dù thực có một ngày như vậy bất quá đại chiến một hồi cùng lắm thì vứt bén cái chức thượng đại phu này đi <laughs> Ngươi thì biết cái gì phi liêm đối với việc con mình xưng hô như vậy cũng không có chút nào để ý Ngươi đừng có coi thường nhân loại nói về chiến lược chiến đấu chính là tiên nhân còn xa mới bị kịp mới vừa rồi phí trọng nghe đến chuyện của ngươi lập tức đưa ra một độc kế liên hoàn mặt ngoài là xuất kế lật đổ thương dùng cho chúng ta hết giận nhưng thực ra là vì mơ ước trước vị thừa tướng của mình Ý muốn để cho ta xuất đầu Ngay cả thất bại Hắn cũng không có gì tổn hao Quả nhiên là âm hiểm Tên mập nọ vừa nhìn đã biết không phải tốt lành gì Nếu là biết lai lịch chúng ta Chỉ sợ là đến tè ra quần mất Ác lai cười nói Nhất thời động đến vết thương Đầu tới cắn chặt răng Giọng căm hận nói Lão nhân Lật đồ thương dung có tác dụng gì kiều nhân của ta chính là tiểu tử nọ Hơn nữa hắn biết thân phận của ta người nhất định tự thần xuất mã đưa ra hình thần câu diệt thế ta mà báo thù phi liêm lắc đầu nói không thể lỗ mãng đối phương lấy lực chống lực có thể đánh người thành như vậy sư môn tất không phải chuyện đùa quá nửa đều là môn hạ xiển giáo triệt giáo tiêu diệt từ bối này cũng không khó nếu động tới sư trưởng sau lưng hắn thì rất phiền toái phải biết rằng sau lưng hai giáo này chính là hai vị hỗn nguyên thánh nhân chỉ cần động ngón tay có thể làm cho phụ tử ta hóa thành cho bụi ta tiềm phục nhiều năm tuyệt đối không bởi vì việc nhỏ này mà uổng mất bao công sức bỏ sông bỏ bể đâu bất quá độc kế của phí trọng cũng có liên hệ với hắn đến lúc đó tự nhiên sẽ không để cho hắn quá hưởng lợi ác lai cười hăng hắc nhà đầu hung ác kia tướng mạo thực sự là thiên tiên mặt khác mỹ nữ bên cạnh dù che mặt nhưng cũng không thể gạt được con mắt của ta nếu có thể đem hai cô gái này vào trong tay mới tính là tên mập kia có bản lãnh Ngươi lập tức bỏ ngay cái ý định đó đi Trong phủ nhiều gái như vậy còn chưa đủ với ngươi sao Chẳng lẽ lại muốn ra ngoài tạo thị phi Con gái của Thương Dung Còn hữu dụng rất lớn Không thể khinh động Phi Liêm nổi giận quát lên Ta đã chung quanh triệt hạ cấm pháp Người mấy tháng này cứ yên tâm ở lại đây chữa thường tu luyện Không được bước chân ra khỏi cửa một bước nào Nói xong phất tay áo đi Không chút quan tâm tới thanh âm bất mãn của ác lai phía sau Ngày kế tiếp Sau khi thượng chiều Phi Liêm mang theo các loại lễ vật Đích thân tới phủ thừa tướng Thường dùng nghe được thượng đại phu Phi Liêm tìm tới Mặc dù bình thường chứng kiến bất hòa Nhưng cũng không thể bỏ qua lễ xấu Lập tức nghinh tiếp vào phủ Phi Liêm đem chuyện hôm qua Tại Đông Thị đơn giản kể qua một lần Hướng tới thường dùng cung kính thì lễ Thanh khẩn nói Khuyền tử có mắt không trọng Mạo phạm tiểu thư Hiện đã bị ta đánh cho hai chân gãy Nhốt ở trong nhà không cho phép ra ngoài Xin thừa tướng đại nhân nể mặt hạ thần Tha thứ cho khuyển tử Không biết mà làm ra chuyện ngu ngốc Ngày hôm qua khi thương thanh quân trở về Cũng không có đem chuyện này nói cho cha Thương Dung nghe được Phi Liêm nói vậy Cũng kinh ngạc lập tức đáp Lệnh công tử còn trẻ không biết Cũng đã bị thường đại phu trừng phạt Việc này cứ như vậy thôi Ngày sau mong đại phu nghiêm gia quản giáo Để tránh sinh chuyện thị phi Đa tạ thờ tướng đại nhân khoan dung Phi Liêm lộ ra sắc mặt vui mừng Lễ vật này là tặng cho tiểu thư sử dụng Mong thừa tướng chuyển giúp cho Thường dùng lắc đầu Nói Thịnh tình của thượng đại phu Lão phu ghi trong lòng Lễ vật này xin thu hồi Lão phu cũng không phải là hạng người đòi hỏi Thượng đại phu cũng đã làm quan cùng với lão phu nhiều năm Chắc cũng hiểu tính của ta chứ Thừa tướng đại nhân liêm khiết Hạ thần vô cùng xấu hổ Phi liêm nhìn một chút đại sảnh tướng phủ Đơn sơ giản dị trong lòng so sánh ít thương dung cùng phí trọng cảm khái cũng có vài phần bội phục hỏi xin hỏi thương tiểu thư đã gả cho ai chưa thương dung không hiểu phi liêm hỏi ý gì không lẽ hắn thờ dịp cầu thân cho con mình hàng lông y trắng như hơi nhíu lại tiểu nữ đã quá tuổi cập kê nhưng vẫn chưa có ai muốn tự kiếm một vị nam tài tử hơn nữa người xưa rất nhiều đều đã bị nó mời đi đến nay cũng chưa từng gả cho ai cả Lão phù bất quá Cũng chỉ có nó Cũng phải tùy theo ý mà thôi Từ xưa hôn nhân là do lệnh của cha mẹ Thừa tướng đại nhân để lại lựa chọn Quả nhiên là thương yêu ái nữ Hạ thần bội phục Phi liền biết thường dùng đã hiểu lầm ý của mình Lại nói Khuyển tử không tốt Bất học vô thuật Sao dám hỏi cưới tiểu thư chứ Cho nên câu hỏi vừa rồi Là vì cảm kích đại nhân tha thứ cho khuyển tử muốn báo đáp thừa tướng mà thôi báo đáp chẳng nhẽ muốn vì thanh quân mà tìm một người tốt thường dùng trong lòng mơ hồ không rõ ý của phi liêm không thể làm gì khác hơn là nói đã đáp ứng cho nữ nhi lựa chọn phu quân của mình phi liêm nói một câu đến lúc đó thừa tướng sẽ hiểu cũng không có nói nhiều khách giáo vài câu rồi cáo từ rời đi thường thanh quân cũng không biết chuyện phi liêm tới phủ thừa tướng Lúc này nàng và Đặng Thiền Ngọc Đang hội họp với Trương Tử Tinh đi Đông giáo Gặp mặt vị danh y Vu Phiết nọ Vu Phiết ở tại một trang viên nhỏ Ngoại ô đồng giáo Trương Tử Tinh bình thường cùng với ba người Khương Văn Sắc cũng hay đi qua đây Từng nhiều lần đi ngang qua trang viên này Nhưng chưa từng biết bên trong có một vị danh y như vậy Bởi vì quan hệ của Thương Thanh Quân và Đặng Thiền Ngọc Trương Tử Tinh rất thuận lợi Gặp mặt vị thanh y cao ngạo này Vu Phiết ước chừng khoảng 50 tuổi Tướng mạo tầm thường thân hình gầy gò cặp mắt lấp lánh có thần thường thành quân đối với vu viết làm lễ ván bối cũng giới thiệu trương tử tinh cho vu viết vị danh y này sau khi cẩn thận đánh giá trương tử tinh một hồi đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi khi thường thành quân nhắc tới trương tử tinh là hậu duệ của vương triều trước không muốn làm quan vu viết nhướng mày không nói gì quay đầu đi trong mắt lại xẹt qua một tia hàn quang trương tử tinh không rõ vu viết tại sao lại có phản ứng như vậy không khỏi kỳ quái cũng may, sự chú ý của Vu Phiết lập tức rời sang hỏi thăm bệnh tình của mẹ Đặng Thiền Ngọc. dưới sự chuẩn bị của Vu Phiết, mẫu thân của Đặng Thiền Ngọc chính là bị phế lao, đưa ra bổ hư bồi nguyên, kháng lao sát trùng trị liệu phế lao chính là nguyên tắc cơ bản trị liệu, cũng trùng với lý luận diệt khuẩn trong Bách Thảo Kinh. Vu Phiết vì đặng mẫu luyện chế Nguyệt Hoa Hoàn nhằm bồi bổ khí âm bị tổn thương cũng không sai, xem ra đối với Bách Thảo Kinh có lĩnh ngộ tương đối tại thời đại này xem như là nhân vật không tệ bất quá kết quả phán đoán của siêu não về chứng trạng theo lời của đặng thiền ngọc là bệnh ăn đã sâu nhiều năm xem ra vua viết dùng dược vật cũng không cách nào trị dứt được vua viết cố ý vô ý đề cập tới một ít kiến thức y học và bệnh trạng về viết trương tử tinh trương tử tinh mặc dù tùy thân có mang theo siêu não nhưng đối với trung y quả là một chút không thông biết nói bậy bạ tuyệt đối không thể gạt được người này cho nên dứt khoát trả lời không biết Vu phiết thái độ lập tức trở nên lãnh đạm Sau khi đem thuốc giao cho Đặng Thiền Ngọc Đã hạ lệnh trục khách Thương Thanh Quân nguyên vốn là tưởng rằng Trương Tử Tinh và Vu Phiết sẽ hợp Đối với vị bằng hữu của cha này Tương lai có thể trở thành trợ lực Cho hôn nhân của nàng cùng với Trương Tử Tinh Không ngờ kết quả lại như thế này Trương Tử Tinh cũng không để ở trong lòng Chỉ dẫn hai nàng du ngoạn Đối với bệnh tình của Đặng Mẫu Hắn tự có tính toán Thông qua một trận đánh ngày hôm qua Tại Đông Thị Đặng Thiền Ngọc đã biết thân phận tu chân của Trương Tử Tinh Cùng Trương Tử Tinh đàm luận chuyện tu giới Lại phát hiện thì ra hắn bất quá chỉ là tự học Kỳ quái chính là Nhà đầu kia thái độ khác hẳn bộ dạng ngang ngược thường ngày Kiên nhẫn giải thích cho hắn rất nhiều khái niệm cơ bản Trương Tử Tinh hồi tưởng lý luận của Vân Trung Tử năm đó tại Thọ Vương Lúc này mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa chân chính của Kim Đan Hóa anh cảnh giới tu luyện Đồng thời cũng hiểu rõ cảnh giới trước mắt của mình Từ miệng của Đặng Thiền Ngọc Hắn biết được một chuyện trọng yếu khác, thì ra giới tu luyện cũng là giống như nhân gian, là nơi kẻ mạnh làm vua, thậm chí còn hơn cả nhân gian. Nhân gian thì ít nhất có có luật pháp kiểm chế, còn tu luyện giới thì người nào có pháp lực cao, người đó ở trên, chính là lão đại, về phần giết người đoạt bảo cũng là chuyện thường ngày, làm cho Trương Tử Tinh có một trận cảm khái. Sau khi đưa hai nàng hồi phủ, Trương Tử Tinh đang định về cung, đột nhiên cảm giác được có người theo dõi nhưng lại không chỉ có một người sau khi trải qua chuyện thanh giác linh giác và cảnh giác của trương tử tinh đều đề cao không ít đồng thời cũng sợ thân phận bị vạch trần lập tức quay đầu đi về chỗ có nhiều người đổi hướng liên tục cho đến khi hoàn toàn cắt được đuôi vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác trong túi pháp bảo có loại rung động đặc dị nhớ tới nguyên thần của tuyết nhi nọ bất chấp hồi cung nhanh chóng tìm một chỗ yên tĩnh trước tiên xuất ra siêu não khởi động ma khải mới lấy ra túi pháp bảo trương tử tinh từ nơi đặng thiền ngọc biết được nguyên tắc tu luyện giới tự nghĩ mặc dù vô tình cứu tuyết nhi này một mạng nhưng đối phương đã nếu kết thành nguyên thần tu vi ít nhất cũng là luyện thần kỳ thực lực cũng tuyệt đối trên hắn ai biết được có thể lấy oán báo ân hay không cắn trả một cái chứ hơn nữa hắn còn ở trong lòng đối với thân phận tiêu giao tán nhân này cũng đã có sự bắt đầu trước mắt cũng không muốn tùy ý mà hiển lộ thân phận thật mới vừa mở ra túi pháp bảo Hồng Vân song kiếm tự động bay ra, hạ xuống trên mặt đất. Trên thân kiếm bay ra một đạo bạch quang, tạo thành một hình người con gái. Cô gái này hướng về phía Trương Tử Tinh hạ bái. Tiện thiếp Tuyết Nhi ra mắt ân công. Trương Tử Tinh gật đầu hỏi: "Không cần đa lễ, nguyên thần của cô có khôi phục lại toàn bộ chưa?" Nhờ có ân công đưa vào Hồng Vân song kiếm, Tuyết Nhi nương theo thân kiếm, linh khí đã thành công củng cố nguyên thần đã có thể dẫn thần ngự kiếm phá không mà bay ân cứu mạng trọn đời không quên trương tử tinh đem các chiến lợi phẩm từ chỗ của thanh giác tất cả đều đổ ra nói song kiếm này vốn là của cô ta không xuất lực gì pháp bảo này cũng là ta từ chỗ của thanh giác đoạt được cô và ta gặp nhau cũng là do duyên phận hôm nay sắp chia tay cô xem cái gì cần thiết thì cứ lấy đi cái này một là gia ân hay là gia vẻ thần bí và về đồ vật này hắn cũng không để vào trong mắt ân công có ơn cứu mạng Tuyết Nhi còn chưa có báo đáp đã có vân song kiếm hộ thân nào dám có lòng tham Tuyết Nhi nghe vậy cảm động ánh mắt rơi vào lá cờ nhỏ đã làm cho mình chịu hại nói kiều cung ma phiến là bảo vật ma đạo không giống các bảo vật bình thường nếu tu vi không đủ người sử dụng dễ bị tâm ma cắn trả khó giữ được tính mạng ngày đó thành giác rất kiên kỵ chỉ dám phát huy một thành uy lực Xin thứ cho tiện thiếp nói thẳng Mặc dù ân công trước mắt kỳ công có thể ẩn giấu khí tức Nhưng với Tuyết Nhi Ngày đó đã thấy được Tu vi của ân công mới đạt tới hóa anh kỳ Nguyên anh còn chưa cố định Không đủ để ngự giá vật này Xin vạn lần hãy thận trọng Trương Tiểu Tinh không ngờ tu vi ngày đó của mình Đã rơi vào trong mắt của Tuyết Nhi Âm thầm nhột chí Tâm niệm xoay chuyển lại hỏi Đa tạ đã nhắc nhở Cũng là đồng đạo Tiểu thư cũng không nên gọi là ân công Chúng ta cứ gọi là đạo hữu đi Ân công nếu không chê tiện thiếp là yêu thân Tuyết nhi cung kính không bằng tòng mạnh Đều là người tu luyện Tại sao lại phân người yêu Trương Tiểu Tinh không cách sáo vài câu Ngữ khí trở nên thành khẩn Bần đạo lịch duyệt còn thấp Pháp bảo này có nhiều thứ không hiểu được Xin Tuyết Nhi đạo hữu hãy chỉ điểm cho Tuyết Nhi đối với hắn cảm thấy hết sức cao hứng Nhận ơn của tiêu giao đạo hữu cứu giúp Tuyết Nhi cũng sắp rời đi đang lo không biết báo đáp ra sao nếu có điều gì thì nhất định sẽ nói rõ dưới sự trợ giúp của tuyết nhi trương tử tinh rất nhanh hiểu rõ tên của pháp bảo và công dụng của nó cửu cung ma phiên là ma đạo tả vật cửu tọa kỳ môn công thủ như ý lợi dụng tâm lý của người bị vây vào trận mà tạo ra huyễn cảnh còn bao hàm rất nhiều diệu dụng chưa biết đáng tiếc là lực cắn trả quá mức đáng sợ trước mắt không cách nào sử dụng hồng vân song kiếm hàm chứa lực lượng của lửa trên hai ngọn tiên kiếm thân của kiếm dài hẹp động như tia chớp có thể cách không lấy đi thủ cấp của địch trước mắt nguyên thần của tuyết nhi tạm thời ẩn trong đó cự kiếm xích hồn thân dài bốn thước hai tay cầm dài tám thước bề ngang sáu thước cực nặng kiếm khí kinh người siêu hồn hồ lô có thể thu nguyên thần hồn phách khắc tình của linh thể truy hồn kim toa có mười bảy cái sau khi bỏ cấm chế sẽ sinh ra linh khí Lực nổ cực mạnh Thể tích tuy nhỏ Uy lực cũng rất đáng sợ Cùng với loại liệu đạn đời sau Thuộc về loại vũ khí tiêu hào Tử la mê Trứng Loại hộ thân pháp bảo ẩn giấu Có thể đem hình ảnh và tiếng động của người thi thuật Trong vòng 3 trượng hoàn toàn giấu đi Năng lực phòng ngự trực tiếp bình thường Nhưng có thể huyễn hóa ra các loại cảnh vật Mê hoặc kẻ địch Chu tước huyền đâu Là hộ thân pháp y Binh khí chống nước lửa nhưng tạo hình tự hồ có chút giống với cái yếm của phụ nữ Thần bí quy giáp Trên có các hai chữ cổ tử Thiên lòng Công dụng thì chưa rõ Ngoài ra còn có một số bình đan dược khác Vật liệu luyện chế Trong đó có một loại rất khó kiếm Pháp bảo này đều là vật có chủ Cũng như kim mâu phệ phách Có thể lấy máu nhận chủ nhân Phần lớn là không thể trực tiếp vận dụng Cần phải dùng pháp được xóa đi ấn ký của nguyên chủ nhân của nó trên đó Rồi sau khi tế luyện Mới có thể sử dụng được Trương Tử Tinh nghe cũng ngạc nhiên Có nhiều bảo bối tốt như vậy Trên cơ bản đều không phải là do thanh giác tự mình luyện chế ra Cái này mười phần Hết tám chín phần là đi cướp giật của người khác về Bất quá nhìn theo góc độ khác Cái này cũng là một chiến lược thành công Tại thế giới của con người Quân vương là người đứng trên đỉnh Thân phận trí tôn Chúa tể của nhân gian Song lực lượng tối cao kia Trong tu luyện giới kẻ mạnh làm vua Chỉ thực được hóa anh kỳ như hắn Chỉ có thể xem như là một con kiến hồi Cho dù là vua thủy trung cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi nếu không có chuẩn bị thực lực thì cũng giống như là kiến chống với vòi tuyệt đối chỉ có đường chết bất quá một khi xảy ra va chạm âm mưu quỷ kế cũng là một cách tuyết nhi tự hồ là một người tu luyện kinh nghiệm phong phú sau đó lại truyền thụ cho hắn một số phương pháp tu luyện tâm đắc cùng với cách tế luyện pháp bảo làm cho trương tử tinh chưa bao giờ có sư trường chỉ điểm thu hoạch lợi ích không ít từ đó Trương Tử Tinh mới tính là chính thức có năng lực giữ lấy tài sản của thành Giác Tiêu giao đạo hữu Ơn cứu giúp ngày sau thất báo Tuyết Nhi xin phép cáo từ chức Ngày khác có duyên sẽ gặp lại Tuyết Nhi hướng tới Trương Tử Tinh cáo từ Nguyên thần trở về trong hồng vân song kiếm Song kiếm đỏ phóng lên khỏi mặt đất Hóa thành một đạo hồng quang Hướng về phía chân trời mà bay tới Đào mắt đã biến mất Trương Tử Tinh sau khi có thu hoạch nóng lòng tiêu hãnh tâm đắc tu luyện vừa rồi lập tức trở lại cấm địa ở trong cung tiềm tu sau khi hắn chấm dứt hành công đã là buổi sáng ngày thứ hai cảm giác bản thân đối với sự khống chế lực lượng một cách tinh vi lại có sự lĩnh ngộ mới nhất là có thể tự động tu luyện chân vũ đình quyết hiệu suất tợ hồ nâng cao không ít trương tử tình cân nhắc hồi lâu cuối cùng trong số pháp bảo của thanh giác lựa chọn công cụ có công dụng bảo vệ và ẩn thân tử la mê chứng tiến hành tế luyện Thanh giác đã chết Thần niệm tồn tại trong tử la mê chướng này Đã hết sức yếu Cho dù là như vậy Nhưng cũng khiến cho hắn phải tốn nhiều khí lực Mới diệt trừ được Trương tử tình thất kinh đối với sự tranh lệch Giữa thực lực của mình và thanh giác Hiểu được đêm đó có thể giết chết đối phương Cũng là tương đối may mắn Lập tức vận dụng phương pháp học từ thuyết nhi Cho đến tối mịt Mới luyện chế xong toàn bộ tử la mê chướng Trương tử tình từ cấm địa đi ra Đi tới trong cùng Vừa gặp tử hồng, tử dao theo mẫu thần Khương Văn Sắc tới tỉnh An Ba người đang vừa cười vừa nói Trước mặt hai con Khương Văn Sắc vẫn ẩn chứa dáng vẻ của một người mẹ Với sự ôn nhu xinh đẹp Hiển lộ không thiếu Làm cho Trương Tử Tinh cũng không khỏi ngây ngẩn Công nữ bên cạnh gọi là Tôn Du Đúng là năm đó Trương Tử Tinh còn là Thọ Vương Lúc thị tập cứu tiểu cô nương kia Đã giao cho người anh là Tôn Ngao Chịu trách nhiệm phụ trách cơ cấu tình báo thiên ảnh Năm năm trôi qua Tiểu cô nương đó hôm nay đã trở thành một cô gái xinh đẹp Ánh mắt đặc biệt tràn ngập linh tính Làm người ta yêu thích Trương tử tình có chú ý thấy Từ giao tựa hồ đối với tôn du Đặc biệt có chú ý Từ giao năm nay là 12 tuổi Tính cách trầm ổn Lớn hơn so với tuổi Từ hồng so với từ giao là thua 2 tuổi So với ca ca thông minh hơn rất nhiều Học được rất nhiều tri thức Nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ Làm người cũng rất nông nổi Thành thật mà nói hai người con trai này tư chất cũng không tệ lắm đối với mẫu thần rất hiếu thuận trương tử tinh ngoài mặt vẫn duy trì hình tượng của người cha nghiêm khắc nhưng trong lòng ấn tượng đối với bọn họ cũng đã khả quan hơn rất nhiều nhưng có một vấn đề thủy trung vẫn không thể giải quyết đó chính là hai người vốn đều là người trên bảng phong thần một là trị niên thái tuế một là ngũ cốc thần mặc dù khi hắn sống lại thì tình tiết đã có thay đổi lớn nhưng tới lúc đó còn có thể phát sinh chuyện như vậy hay không vẫn khó nói Trừ phi có siêu cấp ngoại giao như thân công báo Nếu không Hai người trong tương lai có thể trở thành đệ tử của siền giáo Nhị tiên Sẽ trở thành kẻ địch quán Ngoài ý muốn của Trương Tử Tinh chính là Hai hoàng tử báo cáo ngày hôm qua phát sinh một chuyện lạ Có liên quan tới vấn đề kiên kỵ trong lòng hắn Chỉ nghe tử giao nói Phụ hoàng Mấy ngày trước đây Nhi thần cùng với đệ đệ du ngoạn vân giã Đã đụng phải một vị đạo nhân thật kỳ Khương Văn Sắt nhíu mày nói Giao Nhi Sao con không nghe dạy bảo Lại cùng Hồng Nhi tự ý xuất cung vậy Từ giao nghe mẫu thần la mắng cúi đầu Sự thật là hắn mặc dù muốn đi ra ngoài Nhưng lại sợ hãi cha mẹ trách phạt Nhưng từ Hồng lại rất ham chơi Cố gắng giật dây Cuối cùng hắn mới to gan Đưa đệ đệ đi ra ngoài chơi Trương Tử Tình đối với việc này Bản thân cả ngày ở trong cung cũng thấy rất buồn phiền Huống chi là đứa nhỏ liền nói Ngoài cung có rất nhiều hung hiểm Tuyệt đối không thể tự ý đi ra ngoài chơi Nếu còn việc này nữa Nghiêm trị không tha Lần tới nếu rảnh rỗi Ta sẽ dẫn hai con đi ra ngoài du lịch một phen Còn trước tiên Hãy nói về chuyện đạo nhân nọ đi Từ Giao và Từ Hồng vừa nghe cha hứa hẹn tự mình Dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi Trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng Không đợi Từ Giao mở miệng Từ Hồng đã đem chuyện ngày hôm trước Nói rõ ra Hai vị hoàng tử sau khi lén xuất cùng mang theo mấy nội thị du ngoạn tại vân giã đông giao đột nhiên xuất hiện một con bạch hồ làm cho sợ đến hồn bất phụ thể nội thị đang liều chết che chở cho tử giao cùng tử hồng chạy trốn thì có một vị đạo sĩ đột nhiên từ trên trời giáng xuống phất trần vùng ra mãnh hồ nọ nhất thời biến mất không thấy mọi người vội vàng cảm tạ đạo sĩ nọ thấy hai người tử giao và tử hồng liền khen căn cốt của hai người không dứt miệng nói hai người có tiên duyên muốn thu hai người làm đồ đệ một gã nội thì cơ trí Sợ hai vị hoàng tử bị đạo nhân lai địch không rõ này mang đi Nhanh chóng nói ra thân phận của hai người Đạo sĩ nghe thấy hai thiếu niên này Lại là hai hoàng tử của vương triều đại thương Không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối Đạo sĩ cũng không có bỏ qua Mà tặng cho từ giao và từ hồng Mỗi người một món pháp thuật Nhằm hướng một ngọn núi xa xa của đông giao Trong nháy mắt tiến lên Lấy tay nâng lên Sau đó lại đặt ở chỗ cũ Tất cả mọi người bị thần thông của đạo sĩ này Làm cho sợ ngây người từ hồng tâm tính còn nít Muốn lập tức bái sư Cuối cùng từ giao cẩn trọng Kịp thời thanh tỉnh Ngăn cản đệ đệ của mình Nói là phải về cung bẩm báo với vụ hoàng Rồi mới quyết định được Đạo nhân nọ cũng không có miễn cưỡng Chỉ về phía hai người Hai đạo quang ẩn nhập vào trong cơ thể của tử giao cùng với tử hồng Lại đưa ra hai đạo ngọc phù cho hai người Nói nếu có nguy cấp Thì sẽ cứu một mạng Sau đó cưỡi mây rời đi Chuyện này tử giao vốn định lập tức báo cho cha nhưng bởi vì trương tử tinh một mực bế quan luyện hóa từ la mê trướng cho nên tới hôm nay mới nói ra được từ sao nói phụ hoàng từ khi kim quang nọ ẩn nhập vào thân thể của nhi thần trong đầu của nhi thần cứ luôn luôn xuất hiện thứ kỳ quái gì đó trong cơ thể cũng sinh ra một cỗ dị lực mỗi ngày tự động chạy tuần hoàn mấy ngày nay nhi thần cảm giác ý nghĩ hết sức rõ ràng khí tức cũng không biết vì sao mà đột nhiên mạnh hơn rất nhiều từ hồng cũng tỏ vẻ bản thân cũng có tình huống tương tự lực lượng sau khi tuần hoàn thì ngưng tụ ở nơi tay trương tử tình cũng có cảm giác được tiên lực không khỏi lấy làm kinh hãi có chuyện như vậy sao đây là pháp quyết tu luyện nào đó lại có thể tự động tu luyện vốn lúc đầu hắn học chiến ổn quyết phải tự luyện thực sự cẩn thận dựa theo đồ hình mà tu tập nếu có sai sót lực lượng trong cơ thể liền không cách nào có thể thông được cho nên khi tu luyện quyết chữ ngưu mới có thể hàng ngày bảo trì tự động tuần hoàn tu hành nhưng hiệu quả so với tĩnh tâm tu luyện vẫn kém không ít hắn vẫn tưởng rằng đã biết đường tắt không ngờ chuyện mà tử giao và tử hồng gặp lại càng thêm ly kỳ Từ nhập môn đã có thể tự động tuần hoàn hơn nữa tiến độ cực nhanh lại không cần lo lắng sai sót chiếu theo phát triển như vậy chỉ sợ không tới vài năm tử giao cùng với tử hồng cũng có thể thực lực tương đương với hắn trương tử tinh trong lòng vừa động nhanh chóng hỏi đạo nhân nọ tên là gì là quảng thành tử hay là xích tinh tử tử giao kinh ngạc nói Phụ hoàng đúng thực sự là liệu như thần Đạo nhân nọ tự xưng là Quảng Thành Tử Đứng đầu 12 kim tiên của Ngọc Hư Cung Nói hai con cùng với siển giáo có duyên Đặc truyền Ngọc Thanh tiền quyết Để cho chúng con tu luyện Tương lai đến thời cơ là tự có phần phó Quảng Thanh Tử Trương Tử Tinh giật mình Đồng thời cũng âm thầm tính toán Vân dã ngày thường cũng đi không ít Chưa từng nghe qua chuyện mãnh hổ đả thương người Với cá tính của mấy đứa nhỏ tử giao này Dám chắc không dám đi thâm sơn lão lầm Cho nên mãnh hồ này xuất hiện Là có chút kỳ quái Chỉ sợ chính là kiệt tác của vị đứng đầu Kim tiên của Ngọc Hư cô kia Quảng Thanh Tử Lúc này xuất hiện truyền thụ Ngọc Thanh tiên quyết Cho tử giao cùng với tử hồng Rốt cuộc là nguyên thủy thiên tôn Có ý tứ gì Bản thân hắn có ý tứ gì Dù sao thì trong sách Ân giao cùng với Quảng Thanh Tử Đã quả thật có duyên phận thầy trò Nghĩ đến phiên thiên ấn uy lực vô cùng nọ Trương Tử Tinh hai mắt không khỏi sáng lên Nếu thực sự là xiển giáo Muốn dùng kế mưa dầm thấm lâu Thì ta có thể tương kế điệu kế Bất quá đây cũng là chuyện tương lai Ngọc Thanh tiên quyết nọ Hẳn là tiên quyết bất truyền trong môn hạ của xiển giáo Trách không được có hiệu dụng như vậy Cho dù là vũ linh quyết Cũng không thể so sánh Xem ra danh môn đại phái này xác thật là có chỗ độc đáo Trương Tử Tinh cẩn thận nhìn lại hai khối ngọc phù Phát hiện bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại hắn đem ngọc phù trả lại cho tử giao và tử hồng dặn dò hai đứa giữ tốt mỗi ngày tự tu luyện ngọc thanh tiên quyết đỏ sau khi hai vị hoàng tử nói lời từ biệt trương tử tinh và khương văn sắc trò chuyện một hồi làm cho hắn ngoài ý muốn chính là khương văn sắc đối với chuyện nạp phi đặc biệt đã đề cử mấy người ngoại trừ vi viện lại còn có tên thương thanh quân thì ra hôm nay phu nhân của hoàng phi hồ cổ thị cùng với phu nhân phí trọng chu thị đã vào cùng bái kiến trong khi chuyện trò cũng đề cập tới thành quân là con của thương dung Không chỉ có hiền thục thức lẽ Lại thông tuệ hơn người Tài học xuất chúng Rất xứng với thiên tử Cho nên Khương Văn Sắc cũng có chút để tâm Trương Tử Tinh cố ý nói vài câu Cho qua chuyện Sau đó Khương Văn Sắc đề cử cho hắn nạp tôn du Mới có 13 tuổi Làm cho Trương Tử Tinh toát mồ hôi Hắn tự hỏi đối với tuổi tin như vậy Không có hợp khẩu vị Vội vàng cự tuyệt Khương Văn Sắc lại không cho là đúng Năm đó nàng gả cho hắn lúc đó thân phận thọ vương Bất quá chỉ có 13 tuổi Làm cho Trương Tử Tinh đối với thọ vương nọ một hồi thầm mắng trời Vì không cho Khương Văn Sắc nhắc lại chuyện như vậy Hắn xả thân thành hồ Không để ý tới sự kháng nghị cùng cầu viện của Khương Văn Sắc Đem nàng đè ra giường Cùng hoàng hậu nương nương xinh đẹp hiền thục này Cùng nhau tìm hiểu về cấu tạo thân thể nam và nữ Ngày thứ hai Xuân Phong quá độ Là Khương Văn Sắc cơ hồ không cách nào bước xuống giường cũng trở thành đề tài chiêu trọng của dương phi và hoàng phi vừa tới đây mà tối hôm qua trương tử tinh thể hiện hùng phong trên người của hoàng hậu nương nương cũng thần thanh khí sảng nhập điện lâm triều Trừ khanh có việc gì thì tấu nhanh lên không có gì thì bãi triều chỉ thấy phí trọng bước ra tấu hạ thần phí trọng có việc khởi tấu bệ hạ là vạn thừa tôn sư từ khi đăng cơ tới nay tù đức cẩn tránh vạn dân duyệt phục Tứ hải canh tổng Thiên tộc vĩnh trùng Cũng nên nạp thêm phi Phát triển tông thất Mỹ nữ hậu cung Cũng chỉ có ba vị nương nương Nguyệt phi nương nương lại ở xa tận đông tề Nói về lý hay về tình đều không hợp Nếu thần không can gián Quả thực là có tội Xin bệ hãi ban hành cho tứ lộ chu hầu Mỗi một trấn tuyển ra một trăm mỹ nữ đưa tới trong triều Bất luận là phú quý bẩn tiện Chỉ cần dung mạo đoan trang Tính tình hòa uyển Lễ độ nhàn thục Cử trì hào phóng Thứ nhất Xung vào hậu cung Để phát triển huyết mạch của đế vương Thứ hai Cũng là để thu tuyệt sắc trong thiên hạ Để tuyển chọn Ý kiến này Các đại thần cũng không có gì dị nghị Hậu cung thiên tử Chỉ có bao vị nương nương Quả thực rất ít Cái cầu để cho phát triển huyết mạch đế vương Chính là lý do danh chính ngôn thuận Thường dùng trầm ngâm chốc đát Tiến lên tấu Lão thần thường dùng khởi tấu bệ hạ Quân có đạo tất vạn dân lạc nghiệp Không cần lệnh mà theo Chuyện bệ hạ mở rộng hậu cung Tuy là chuyện nhà của bệ hạ Cũng là quốc sự của đại thương Có câu Nhạc dân chi nhạc giả Dân diệt nhạc kỳ nhạc Yêu dân chi yêu giả Dân diệt yêu kỳ yêu Đại ý là dân vui thì vui theo dân Dân buồn cũng buồn theo dân Hiện mới bình định được đông gì Nhưng thiên tai vẫn ở khắp nơi Tây có khuyển nhung hổ thị đam đam nếu ở mỗi trấn tuyển mỹ nữ Thành thế quá lớn Chỉ sợ làm phiền dân chúng Bệ hạ tố tu nhân đức Cũng không nên làm Thần không khỏi phạm kiêng kỵ Mong được dùng thứ Phí trọng nghe được thương dùng phản bác ý kiến quán Trong mắt đói lên vẻ oán độc Quay đầu ra hiệu với Phi Liêm Phi Liêm hiểu được ý liền bước ra tấu Hạ thần nghĩ rằng Lão thừa tướng nói có lý Vào thời ngưu thuấn vui vẻ cùng dân Lấy nhân đức hóa thiên hạ Không có càn qua Không có sát phạt Điềm lành đầy trời Cam lộ giáng xuống Phượng hoàng hạ cánh Cây cối sinh sôi Dân phong vật phụ Người đi nhường đường Chó không tiếng sủa Đêm cũng như ngày Không bóng trộm cước Thực sự là tượng trưng của sự thịnh vượng Nếu chư hầu mỗi chấn đều tuyển mỹ nữ Chỉ sợ mệt dân hao tài Không có lợi cho sự phát triển Các đại thần nghe thấy phi liêm Thường hay phụ họa với phía trọng nay lại nói lời phụ họa thương dung khuyên rắn trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên ngay cả bản thân thương dung cũng không nghĩ ra trương tiểu tinh cảm thấy ngoài ý muốn nhất thời không nghĩ ra phi liêm có tính toán gì bất quá hắn không muốn chấp thuận ý kiến của phí trọng nhân tiện ấy hai khanh đã nói như vậy việc tuyển mỹ nữ thực không thể được phi liêm lại nói bệ hạ ái dân chỉ đức mọi người đều hiểu thiên hạ khâm phục hạ thần nghĩ rằng Phí đại phu nói không phải là không có đạo lý Bổ sung hậu cung Duy trì tông thất là quốc gia đại sự Không thể sơ sót Thần biết lão thừa tướng thương dung Có một cô con gái Diễm sắc thiền thư U nhàn thục tính Càng là rời xanh trí tuệ Tài học xuất chúng Thực là có tài cao hơn người Đã có rất nhiều nhà tới tận cửa cầu hôn Đều tự biết mà về Bệ hạ kỳ tài ngút trời Học thức vô song Đưa ra tam đại kỳ thư thiên hạ đều phục vạn dân kính ngưỡng Cho dù là phục hy thánh nhân Cũng như thế mà thôi Hạ thần nghĩ rằng Cô gái này rất thích hợp với bệ hạ hộ hồ tuyển cô gái này Lại không sợ phiền tới thiên hạ dân chúng Quả thực là kế sách lưỡng toàn kỳ mỹ Trương Tử Tinh và Thương Dung nghe vậy Đều lý làm kinh hãi. Trương Tử Tinh kinh nhất chính là Phi Liêm này đến tụt cùng là khuyên mình nạp phi Chính là đã biết ngày đó tại Đông Thị Bản thân thiên tử trừ ác Mới làm ra việc như vậy để lấy lòng Mà nghĩ lại Cũng không có khả năng Thường dùng thấy phi liêm đối với hắn độ ra vẻ cười hữu hảo Cái ý nghĩa thực sự của câu nói sẽ báo đáp thừa tướng Nhất thời ngẩn ra Phi liêm chú ý này thoạt nhìn qua không tệ Nhất là câu tuyển một nữ nhi không nhiễu dần Đã được các đại thần ủng hộ Ngay cả triệu khải và mai bá Luôn luôn bất hòa chính kiến với phi liêm Cũng tỏ ra vẻ đồng ý Vi phiền vốn có ý đề cử con gái vi viện của mình nhưng do dự hồi lâu Rốt cục cũng không nói ra Trương Tử Tình thấy nhiều đại thần như vậy đồng ý Nghĩ đến có thể quang minh chính đại nghênh đón thường thành quân Cũng hạ quyết tâm chấm dứt một mối duyên tình này Lập tức hướng về thường dùng hỏi Ý của thừa tướng như thế nào Thường dùng nhất thời do dự không quyết Đem nữ nhi gả cho thiên tử Tự nhiên là chuyện vô cùng quang vinh Bản thân có thể trở thành quốc thích Người bình thường Có nghĩ cũng không cần nghĩ Mà lập tức sẽ đáp ứng ngay Xong thương dung là nguyên lão tam triều Đảm nhiệm chức vụ thừa tướng của đại thương đã nhiều năm Đối với quyền lợi tranh đấu là rất thấu triệt Trong cung sâu như biển Rất nhiều âm mưu quỷ kế Trong đó rất hung hiểm không dưới trong triều Nữ nhi vào cung Là phúc là họa rất khó nói Thường dung lúc tuổi già Chỉ có một đứa con gái Quý như châu báu Từng đáp ứng để nàng tự tìm chồng Là vì muốn cho nữ nhi Tìm được một người ưng ý cũng không ngại đối phương chỉ là một tiểu quan Vào thời đại này Vị thừa tướng này xem như là phi thường sáng suốt Vấn đề bây giờ là ý kiến của quần thần đều đã tán thành Đưa nữ nhi của hắn vào cung Ngay cả thiên tử cũng hỏi ý kiến của mình Đại thế bức bách Không thể chối từ Lão thần đa tạ bệ hạ ân điển Thường dùng lo lắng nhưng vẫn phải đáp ứng Nữ nhi thành quần thổi nhỏ thông minh hơn người Tài học xuất chúng Tiêu chuẩn cũng khá là cao Từng nhiều lần xuất ngôn gả cho người tài học hơn nàng Các gia đình cao quan quý tộc Cầu thân nàng Nàng cũng đều xem không hợp nhãn Mắt thấy mỗi năm qua đi Nữ nhi đã 19 tuổi Nhưng vẫn không tìm được ý trung nhân Mà vấn đề hôn sự cũng đã thành tâm bệnh của người cha này Đường kim thiên tử văn võ song toàn Tài hoa không ai là không công nhận Nếu cùng với nữ nhi tương phối Tuyệt đối là xứng đôi Càng huống trì thiên tử trọng thị tình nghĩa Lên ngồi đã 5 năm Vẫn cùng với tam phi ở ái Trừ đông tề nguyệt phi ra Vẫn chưa từng cưới thêm Bốn phi tử số lượng đối với một quan viên bình thường mà nói Không tính là keo kệt Đừng nói là đương kim thiên tử đó Từ góc độ này mà thấy Nữ như tiến vào cung làm phi Cũng không tính là chuyện xấu Chúng thần thế thường dùng đáp ứng Đều hướng tới thiên tử chúc mừng Trương Tự tinh mặt rồng tươi tỉnh Lập tức triệu lễ quan Định hai tháng sau sẽ là ngày nạp thương thanh quân làm phi Sau bãi chiều Trương Tử Tinh bất chấp việc báo cho Hoàng hậu việc nạp phi Vội vàng bí mật xuất cùng Hôm nay đúng là ngày Đặng Thành Ngọc rời đi Ngày hôm trước Thương Thanh Quân có hẹn đưa tiễn tại cửa Nam Chạy tới cửa Nam Liễu Đình Lại thấy Đặng Thành Ngọc Không có thấy Thương Thanh Quân Vừa hỏi mới biết được Đặng Thành Ngọc quên mua lê cao hoa Mà mẫu thần thích ăn nhất Thương Thanh Quân ngồi xe ngựa đã đi mua giúp nàng rồi Đặng Thành Ngọc nhìn thấy hắn Có vẻ có chút cố gắng cười vui thì ra ngày hôm qua nàng nhận được tin của sư phụ Sau khi nàng đưa thuốc về Tam Sơn Quan Thì tức tốc hồi động phủ tu luyện Lần đi này chỉ sợ là cũng vài năm Trương Tử Tinh nghe nói vài năm nữa mới có thể gặp lại nàng Khó tránh khỏi có chút mất mát Mất quá Đặng Thiền Ngọc trước mắt tuổi còn rất nhỏ Hơn nữa là vị hiệp nữ này mặt ngoài cường thể Nhưng thực ra đối với hắn rất có tình cảm Cho dù cái này chỉ là tình cảm lờ mờ của một cô con gái mới lớn Cũng là một khởi đầu tốt Trương Tử Tình ngoại trừ đưa nàng số lượng lớn tinh thạch Còn là một chuyện Lấy từ trong chiến lợi phẩm của Thanh Giác Ra chu tước huyền đâu Đưa cho Đặng Thiền Ngọc làm lễ Phật Nhưng Đặng Thiền Ngọc vừa thấy cái tên khinh bạc này Đưa cho mình cái áo yếm Tối mật của nữ nhân Không để cho hắn có cơ hội giải thích Thiếu chút nữa đã đánh hắn thành đầu heo Sau nói mãi mới biết được đó là hiểu lầm Trong giới tu luyện Phần lớn là thích công kích trước Các loại pháp bảo công kích nhiều vô số kể Pháp bảo phòng ngự bởi vì tu luyện khó khăn so ra có vẻ hơi ít đặng thiền ngọc trong lòng cảm kích nhưng vẫn mạnh miệng đem chu tước huyền đâu làm vật bồi thường cho sự khinh bạc tịch thu vào túi pháp bảo làm cho trương tử tinh xấu hổ lễ vật thực sự làm cho đặng thiền ngọc cảm động đó là một bức họa do trương tử tinh tự thần vẽ sắc thái phong phú họa công tinh tế đạt tới trình độ thu nhỏ như thật trên đó có vẽ một cô gái mặc váy màu xanh xinh đẹp động lòng người đầy vẻ anh tư đúng là bản thân của nàng Lúc đó công nghệ hội họa phát triển còn khá thấp Đặng Thiền Ngọc làm sao có thể thấy qua loại kỹ thuật hội họa hiện đại Nhất thời xem tới ngây người Lập tức yêu thích không buông tay phảng phất không có bất cứ pháp bảo nào trân quý bằng phàm vật này Năm đó Trương Tử Tinh khi còn là thọ vương Từ Khương Văn Sắc và Dương Cửu Đặc biệt kỹ thuật hội họa vào trong siêu não Hôm nay quả nhiên là có hiệu quả Đặng Thiền Ngọc cầm bức họa sau khi cẩn thận thu vào trong túi pháp bảo Do dự chốc lát từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội màu xanh tặng lại cho hắn Trương Tử Tinh tiếp nhận vừa nhìn Chỉ thấy khối con bội trắng xanh này giao nhau Bộ phận màu xanh như nước Thiên nhiên hình thành một hình dạng như là phượng hoàng Thoạt nhìn hết sức giành quý Trong lòng hắn biết Đây là vật đối với Đặng Thiền Ngọc Dám chắc cực kỳ quan trọng Trịnh trọng thu lấy Đặng Thiền Ngọc thấy hắn cẩn thận cất vào trong người Hai gò má đột nhiên ửng hồng Đang muốn nói chuyện Chợt nghe tiếng móng ngựa vang lên Hai người vừa nhìn Thương Thanh Quân đang ở trên xe ngựa đi tới Đặng Thiên Ngọc cả kinh Vội vàng thấp giọng nói với Trương Tử Tinh Tiểu tặc Thanh Phượng Ngọc Bội này là bảo vật gia truyền nhà ta Nếu mà làm mất Ngay cả chạy trốn tới chân trời góc biển Ta cũng không bùng thả người Còn nữa Ngàn vạn lần đừng cho tỷ tỷ thấy Ngọc Bội này Nói xong thì nhanh chóng điều chỉnh lại khoảng cách với hắn phảng phất như người thế ôn dịch Tránh không kịp Trương Tử Tinh con mắt sáng lên Bảo vật gia truyền ư Đây là tín vật đính ước trong truyền thuyết ư Đặng thiền ngọc nhìn hắn cười mập mờ Sợ hắn xuất ra ngọc bội trước mặt của thương thành quân Đang muốn hung ngăng uy hiếp vài câu Xe ngựa đã đi tới trước ngũ liễu đỉnh Thương thành quân đem bọc lê hoa cao Đưa cho đặng thiền ngọc Đồng thời dặn dò mấy câu trước khi lên đường Tam sơn quan đường xá xa xôi Mặc dù mỗi có võ nghệ ở trong người Cũng cẩn thận là trên hết Nghĩ đến hai người lần này ly biệt ít nhất là vài năm sau mới có thể gặp lại, thương thành quân trong lòng thương cảm, thanh âm cũng nghẹn ngào. Đặng Thiền Ngọc cùng với thương thành quân thôi nhỏ quen biết, tình cảm thâm hậu, con mắt cũng hồng lên. Muội muội tự nhiên biết, tỷ tỷ xin đừng lo lắng. Vừa nói nàng vừa hung hăng trừng mắt với Trương Tử Tình bên cạnh thương thành quân. Tiểu Tặc, ngươi nhất định phải đối đãi với tỷ tỷ cho tốt, nếu là ta biết nàng bị ngươi làm cho ủy khuất, ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Trương Tử Tinh nhìn thoáng qua Thương Thành Quân nói Yên tâm Ta định mấy ngày nữa sẽ tới phủ thừa tướng cầu thân Ta tất sẽ toàn lực bảo vệ Tuyệt sẽ không để cho nàng ấy bị ủy khuất gì đâu Thương Thành Quân nghe được tin tức này Về mặt không khỏi có chút bối rối Nàng vẫn chưa có nói rõ với cha Chuyện của mình và Tử Tinh tiên sinh này Nguyên nhân là lo lắng cha phản đối hôn sự Ngày trước nàng đưa Trương Tử Tinh tới gặp Vu Phiết Mục đích chủ yếu là muốn người bạn tốt của cha ủng hộ việc này Đáng tiếc là trương tử tinh cùng với vu viết nói chuyện không hợp, không đợi nàng nghĩ tiếp tục biện pháp khác, đã nghe trương tử tinh nhanh như vậy mà tới nhà cầu thân. nhất thời khẩn trương hẳn đến. nàng nào có biết rằng hôm nay tại triều, thương dung đã đồng ý đưa nàng vào trong cung làm phi, làm cho trương tử tinh lúc này không còn kiên nhẫn mà cầu hôn. chỉ là một người muốn dựng lên một vở kịch, đến lúc đó hắn muốn làm cho nàng có một sự kinh hãi rất lớn. nếu là như vậy, mỗi mỗi trước tiên chúc mừng tỷ tỷ đặng thiên ngọc nói ra những lời này ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ khó có thể che giấu lúc đại hỷ của tỵ tỵ muội muội nhất định sẽ đến chúc mừng trương tử tinh thuận thế hỏi một câu không biết sư tôn của thiên ngọc tiểu thư là vị cao nhân nào đến lúc đó có cho phép cô đến đây hay không tiểu tặc chuyện này người vẫn muốn biết đáp án sao đặng thiên ngọc mỉm cười gia sư là cao nhân tây côn lôn danh húy thứ ta không thể nói được Trương Tử Tinh một trận buồn bực Nhà đầu kia huyên áo ngồi lâu Vẫn không có chịu nói rõ là ai Bất quá trong phong thần Tây Côn Lôn Chỉ có mấy vị cao nhân Lập tức tự hỏi Sư Tôn là độ ách chân nhân Hay là lục áp chân nhân Đặng Thiền Ngọc nghe hắn nói tới lục áp Sắc mặt đột nhiên biến đổi Đặng Thiền Ngọc cũng không trực tiếp trả lời nghi vấn của Trương Tử Tinh Chỉ là quy củ của sư môn Không thể tiết lộ Về mặt biến hóa của nàng rơi vào trong mắt của Trương Tử Tinh Chẳng lẽ thật sự là lục áp sao Cái này đúng là rối loạn Bất quá vừa nghĩ Nếu Na Cha có thể trở thành đệ tử của Tam thiên Đạo Thì tại sao lục áp không thể trở thành sư phụ của Đặng Thiên Ngọc Lục áp đạo thuật cao thầm Ngoại trừ mấy vị thánh nhân ra Chỉ sợ chỉ có vài người có thể địch nổi Hồ lô phi Đào gặp người là chém Đặng Thiền Ngọc có chỗ dựa lớn như vậy Hắn cũng yên tâm không ít Khi lên đường Hai nàng mặt buồn bã Lại thì thầm một hồi Rồi mới từ biệt Thương Thành Quân đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Đặng Thiền Ngọc Thúc ngựa đi xa Nước mắt ướt cả ngực áo của Trương Tử Tinh Trương Tử Tinh an ủi nói Chia lìa là vì gặp lại Thành Quân Từ biệt khó rồi, Ta đưa nàng trở về nhé Tử Tinh Chàng thực sự muốn tới nhà cầu thân Thương Thành Quân ỉ ôi trên vai hắn tựa hồ không muốn rời đi Đoàn người đã sớm chuẩn bị di chuyển ở xa xa Lợi dụng xe ngựa che khuất thân hình Tự nhiên muốn đưa nàng về nhà sớm một chút để tránh đêm dài lắm mộng Trương Tử Tinh cười hăng hắc Nếu cha nàng phản đối Ta cùng nắm thì sẽ cướp nàng trở về Thực sự không được Chúng ta dứt khoát sẽ trốn đi Ai muốn cùng chàng trốn đi Thương Thành Quân mắc cỡ đỏ mặt Trong lòng lại tính toán kế hoạch có thể thực hiện Hai người không ngừng nói chuyện trêu chọc với nhau Nói không hết nhu tình mật ý Trên người nàng thực là thơm Trương Tử Tinh tham lam người thích từ trên người của thương thanh quân tản mát ra mùi rất thơm cảm giác cùng với đặng Thành ngọc hoàn toàn không giống hơn nữa mùi thơm này như đi thẳng vào trong đầu quả thực có cảm giác thấm vào trong lòng người thương thanh quân thẹn thùng muốn tránh ra ngoài lại bị hắn ôm chặt lấy không đâu sau bản thân của nàng cũng cảm giác được mùi thơm kỳ lạ này đột nhiên nhớ ra cái gì đó từ bên hông lấy ra một cái túi thơm tinh xảo nói vừa rồi ta có đi mua lê cao hoa thì gặp một việc lúc ấy ta mang khăn che mặt lại bị một cô gái nhận ra thân phận giáo viên Còn tặng cho ta túi thơm này Nói là tạ lễ đệ đệ của nàng học thuật toán tại thảo đường Ta không đành lòng chối từ mới nhận lấy Còn mua chút điểm tâm tặng lại nàng nữa Trương tử Tinh tiếp nhận túi thơm Mở ra nhìn Bên trong có một chút như là phấn hoa gì đó Mùi thơm nọ đúng là từ nơi này chuyển đến Thầm khen kỹ thuật hương liệu của cổ nhân Quả nhiên hương thật thơm Chỉ biết nữ giáo viên đại nhân nhận được hoan nghênh như vậy Sao ta lại không được chuyện tốt như vậy chứ Chẳng lẽ chàng cũng muốn được con gái tặng túi thơm cho Thường thành quân người người mùi thơm Nhẹ nhàng hừ một tiếng Có phải vừa rồi Thiên Ngọc đã tặng cái gì cho chàng không Không có Nàng ta sao lại tặng đồ cho ta chứ Trương tử tinh trong lòng có quỷ Âm thầm sợ đấy thanh phượng ngọc bội ở trong lòng Nhưng Thực ra ta bị nàng ấy lừa rất nhiều tinh thạch nha đầu nọ lợi hại như vậy Không đi làm gian thường cũng đáng tiếc Coi chừng ta nói cho thiền ngọc Để ta cho nàng tới tìm trạng tính sổ đấy Thương thanh quân cười cười Trong mắt trương tử tinh lại có muôn vàn phong tình Cô này thật là độc ác Lại tính kế mưu sát chồng sao Vừa nói Trương tử tinh thuận thế đánh nhẹ vào mông nàng Chỉ cảm thấy co giãn mười phần Cảm giác rất tốt Thương thanh quân ứ một tiếng Mặt đỏ như lửa Thân thể mềm mại ngã vào trong lòng hắn Đúng là vô lực đứng lên trương tử tinh cảm thấy thân thể mềm mại trong lòng nóng như lửa cúi đầu vừa nhìn thấy cả mắt linh động ngày thường lộ ra vẻ mê hoặc ngay cả hô hấp cũng dần dập hẳn lên một bộ dáng xuân tình cô gái này ngày thường trí tuệ tỉnh táo nghĩ không ra lại có một mặt yêu mị quả thực là hồ ly tinh mê người sau khi dãy rủa hồ ly tinh này còn đang khe khẽ chuyển động trong lòng hắn mà cọ sát cho dù là cách quần áo cũng có thể cảm giác được hai gò bồng đào đầy đạn kinh người trương tử tinh bị nàng thiêu đốt làm cho tà hỏa đại thịnh mỗi bộ vị nhanh chóng bị kích thích đôi tay lớn mật luồn vào trong nội y của thương thành quân ngay lúc này thanh âm của siêu não đột nhiên vang lên sóng não cực độ dị thường có quấy nhiễu không rõ xâm nhập trương tử tinh chợt tỉnh nhìn thương thanh quân thần trí gần như mê loạn ở trong lòng trong lòng thấy khác thường hắn nhớ tới một số phim ở trên tivi thường có tình huống như vậy ánh mắt rơi vào trên túi thơm một bên thẩm vận chân vũ linh quyết đè dục niệm ở trong lòng xuống, một bên lệnh cho siêu não phân tích thành phần trong túi thơm. Kết quả phân tích của siêu não làm cho trương tử tinh hoảng sợ, thì ra cánh hoa ở trong túi thơm là cùng loại với ma túy, hơn nữa còn dược tính khá đáng sợ. Loại thảo dược này không chỉ có khả năng khiến cho người ta chìm vào trong ảo giác, lại có hiệu quả kích dục mãnh liệt. Mặc dù siêu não đã bài trừ ảo giác quấy nhiễu trong đầu của trương tử tinh, nhưng không cách nào có thể tiêu trừ được dược tính kích dục. Dược tính của túi thơm này. Cho dù đạt tới hóa anh kỳ như Trương Tử Tinh Cũng không thể chống cự Đừng nói là phàm nhân như là thương Thành quân Trương Tử Tinh hối hận không thôi Bởi vì sợ phiền toái và tiết kiệm năng lượng Hắn bình thường tạm dừng rất nhiều chức năng của siêu não Chỉ khi nào phát hiện thân thể có dị thường Mới tự động đưa ra nhắc nhở Cục diện hôm nay Hắn đã hiểu được Thương Thành quân nhất định đã rơi vào cạm bẫy của người khác Hắn lập tức toàn lực triển khai đinh giác Nhưng không cảm ứng được dị thường xung quanh chỉ có siêu não dò xét một năng lượng sinh mạng kỳ dị Đang nhanh chóng tới gần Hơn nữa năng lượng nọ tương đối cường đại Gặp quỷ Rốt cuộc là nhân vật nào Muộn không đến, sớm không đến Lại đến vào thời khắc mấu chốt này Trương tử tinh phản ứng đầu tiên Chính là người này được lượng so với mình cao hơn rất nhiều Không kịp suy nghĩ nhiều Ôm lấy thương thanh quân bỏ chạy Hộ vệ và tùy tùng cùng với đoàn xe Còn không biết tiểu thư và vị tiên sinh kia Biến đi đâu không thấy Chỉ là ngây ngốc cũng đợi tại chỗ Trương Tử Tinh không dám vào thành Vận khởi lực lượng toàn thân Nhắm thẳng hướng ngoại thành chạy như điên Chỉ là đến lúc này Dược tính phát ra càng thêm lợi hại Hắn cảm giác được trong ngực Dục hỏa không ngừng nóng lên Đã không cách nào ức chế xuống được nữa Bất đắc dĩ phải trốn vào trong rừng cây Tìm một chỗ vắng vẻ Từ túi pháp bào lấy ra từ la mê trướng Niệm pháp quyết Xung quanh lập tức xuất hiện ảo ảnh che mắt hắn Mới dừng lại Thường thành quần thần trí mơ hồ Giống như là bạch tuộc bám chặt lấy hắn nhìn nàng mặt đỏ bừng như máu trương tử tinh hít một hơi sâu gọi siêu não mở ra năng lượng mô hình mô phỏng tiến hành mô phỏng thực thể siêu não sau khi tiếp nhận lệnh phát ra ánh sáng thần kỳ hóa thành một cái giường lớn lơ lửng ở giữa không trung cái này đúng là siêu não dùng năng lượng mô phỏng ra vật thật loại mô phỏng này so với vật thật thì không khác gì nhau nhưng chỉ sau mấy giờ hoặc là không có năng lượng cung ứng thì sẽ biến mất cũng không phải trương tử tinh không muốn thân thể của thương thanh quân mà là không muốn dưới tình cảnh Không phải hai bên tình nguyện Cùng nàng phát sinh quan hệ Bất luận là thiên tử hay là tử tinh tiên sinh Thân phận bình dân này Hắn đều muốn cưới thương thành quân Cũng từng tính chuyện cùng với nàng ôn nhu một đêm Làm cho nàng một đời khó quên Nhưng không từng nghĩ hôm nay Lại lâm vào kế của người khác Thực đã làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ Thành quân Có lẽ đã có người trêu cật chúng ta rồi Hắn thì thầm bên tai của nàng Không biết thường thành quân có thể nghe được những lời hứa hẹn này không Vô luận thế nào Ta đã là nam nhân của nàng Sẽ chiếu cố cho nàng cả đời Nói xong Hắn không áp chế lực lượng dược tính nữa Cùng với cô gái này Cùng nhau lạc vào trong bản năng nam nữ hoàn ái Lúc này ở trong mật thất Phù đệ thượng đại phu phi liêm Chủ công Vừa rồi nhận được tin tức của chư kiền Nam từ nọ hết sức cảnh giác Sau khi phát giác dị trạng Lập tức cùng với thương thanh quân đảo tàu Trước mắt là ở nơi nào không rõ Nói chuyện chính là một cô gái 17, 18 tuổi Tướng mạo xinh đẹp, sắn động lòng người Nếu thương thanh quân thấy nàng Nhất định phải chấn động Nàng ta chính là cô gái đã tặng nàng túi thơm Phi liêm ngồi ở giữa cao mày Nghĩ không ra nam tử nọ lại có đạo thuật như vậy Có thể tránh né được chưa kiển truy kích Ác lai ở mọi bên ngồi không yên đứng lên Nói với phi liêm Lão nhân Đã sớm nói mưu kế này là vô dụng mà Tên tiểu tử nọ đã trốn thoát Bây giờ làm cái gì đây An tâm một chút đi Có đôi khi mưu kế có thể giết địch vô hình Đối với chính mình lại không hề tổn thương Cái này mới là đạo thượng thừa Phi liêm liếc mắt nhìn con mình Hướng về cô gái hỏi Tiểu đàn Người xác định thương thanh quân tại thị tập Đã nhận thất tình hương chưa Tiểu đàn gật đầu Ngữ khí hết sức dám chắc Cô gái nọ là phạm nhân không có pháp lực Ta chỉ cần dùng một thuật nhỏ Khiến cho nàng đối với thất tình hương yêu thích không buồn Nàng còn mua một chút điểm tâm tặng ta nữa Đã như vậy cũng không cần lo lắng Phi liêm mày giãn ra cười nói Có thất tình hương Hai người họ tất có một hồi ngư thủy chi hoạt Ác lai nghe được nam tử ngày ấy đã thương mình Và cô gái cha mặt là con của thừa tướng Lại có thành tựu tốt như vậy Trong lòng không khỏi khó chịu hỏi Thất tình hương là cái vật quái gì vậy Phi liêm đáp lúc thiên địa sơ khai âm phân dương hiểu vạn vật sinh ra trong đó có một vật tên là thất tình hoa thu nạp âm khí dương khí bản thân sinh ra dị hương có một diệu dụng nam nữ bình thường người mùi thơm này thì bình yên vô sự nếu là nam nữ có tình tất bị âm dương khí xâm nhập tất có chuyện giao hợp khi giao hợp âm dương khí tản ra trong cơ thể nam nữ không chỉ đối với tu vi của hai người đều có ích không nhỏ lại làm cho tâm thần minh mẫn có tác dụng dự phòng bách độc khi âm dương khí tán đi thất tình hoa mới mất đi hiệu lực thất tình hương là do thất tình hoa luyện chế ra dược tính cực cao đối với hai người có tình mà nói có thể nói là vật trong thiên hạ trí dầm cho dù là chân tiên tu vi cũng khó có thể thoát được ác lai trong lòng bất vẫn nói nói như vậy kế này không phải tiện nghi cho đôi cầu nam nữ này sao nếu không phải là người sinh ra chuyện thị phi yêu thân rơi vào trong mắt nam tử nọ ta làm sao phải bỏ ra kỳ vật thất tình hương này chứ Phi liêm sắc mặt trầm xuống Đối với ác lai quát lên Nam tử nọ biết người thân phận khác thường Tất nhiên sẽ sinh nghi sang ta Nếu hắn gặp sư trường quán ắt sẽ sinh chuyện Nếu như thánh nhân kia ra mặt Ta chỉ sợ ngay cả trốn cũng không kịp đâu Kể từ đó ta khổ tâm ẩn nấp nhiều năm Uổng phí sao Mà giờ nương theo mưu kế của phí trọng Vừa lúc đưa người tình đi tới Hắn cùng với con gái của thương dung Thành tựu nhân duyên Lại được diệu dụng của thất tình hương Ngày sau nếu sư trường quán có điều gì trách cứ có thể nhân dịp này mà chấm dứt nhân quả Ác lại cũng biết sự lợi hại của thánh nhân Lập tức cúi đầu không có lên tiếng Tiểu đàn đưa ra nghi vấn của mình Chủ công Nếu nam Tử nọ không phải là xuất thân danh môn Chỉ là người tán tù Thì phải làm như thế nào Các bạn vừa nghe xong tập số 13 Của bộ truyện Hắc ám phong thần ký Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện